Để xuống. Anh Phúc Điền, em biết là anh đang nghĩ gì. Anh cảm thấy em ghi âm anh đưa cho cảnh sát chứ gì. Con người tôi đầu óc minh mẫn lắm. Tôi nhớ lúc nói câu này chỉ có tôi và cậu. Không ngờ tôi ra sức đề phòng lại bỏ sót tên khốn nạn như cậu. Anh Phúc Điền, anh muốn nghĩ gì em không kiểm soát được. Nhưng mà em có thể thề với Hoa Nhị ca, em không có làm. Cậu nói một câu tôi phải tin cậu sao? Dựa vào đâu chứ? Phúc Điền à, ngồi ở cái chỗ này ai mà không bị cảnh sát gài người ở bên cạnh. Nè, có phải cậu Phi làm hay không? Tôi điều tra rõ cái đã. Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết vụ của cậu. Tôi với lão Quỷ đã tìm luật sư Trương bàn về vụ án này. Giọng nói trong ghi âm là của anh. Muốn thoát tội thật sự không dễ đâu. Nếu như bị buộc tội, nhiều khi phải ở suốt đời đâu. Anh Phúc Điền, hay là đi đi. Các người sợ cái gì? Cho tôi ra tòa khai hết mọi người ra sao hả? Phúc Điền à, không phải là chúng tôi không tin anh. Đã biết con đường chết, không lý nào kêu anh đập đầu vô tường. Coi bộ tôi chưa ra, các người đã thỏa thuận xong hết rồi. Anh Phúc Điền, anh hiểu làm em không chấp nhất. Nhưng mà không lý nào nhìn anh ở tù chung thân em cũng bỏ mặc. Tụi em sẽ thu xếp tàu cho anh qua Đài Loan. Để xuất khen ổn định rồi, chị Hiền và ba đứa con của anh cũng sẽ qua bển theo. Anh cũng không muốn sau này sinh nhật của anh cũng phải tổ chức trong tù với ba đứa con chứ. Sau khi tôi đi, ba người chia cơ ngơi của tôi cũng dễ dàng hơn có phải không hả? Anh Phúc Điền à, không lẽ anh nghĩ chúng tôi vậy sao? Chúng tôi chỉ lo cho anh có sao hay không thôi. Chuyện làm ăn của anh chúng tôi không hề đề cập tới. À phải chị Hiền à, chị khuyên chồng của chị đi. Hả? Dù giết lần này không đơn giản đâu. Giết người đó. Anh à, họ nói đúng lắm. Bỏ hết mọi thứ đi đi. Đủ rồi. Anh biết phải làm gì. Như tôi nói cho ba người biết, tôi sẽ không đi. Tôi càng không ở tù suốt đời. Chuyện của tôi tự có cách giải quyết. Không cần các người phải lo lắng. Trung sĩ sở cảnh sát do ma địa Đặng Bu bây giờ nghi ngờ mấy người tụ tập phi pháp. Tụ tập phi pháp cái gì chứ? Phi pháp cái gì? Vậy như phi pháp gì? Phi pháp cái gì? Mình đi. Mình đi. Lấy giấy chứng minh của mấy người ra. Ngồi yên ở đó. Lấy chứng minh ra. Xin lỗi. Lấy chứng minh ra. Bạn bè hầm mặt thôi. Làm gì? Lấy chứng minh ra. Vậy cũng phạm pháp sao? Có phạm pháp hay không tôi không biết. Có phạm pháp đâu. Nhưng tôi chỉ làm theo lệ thôi. Cậu Kiệt, khám xét cái gì chứ? Điều tra của Trịnh đi. Yes, sir. Sếp Đặng, sao làm phiền sếp chăm sóc cho tôi vậy? Nè, ở đây ồn ào quá. Ra ngoài nói vài câu đi. Đâu có, náo nhiệt lắm mà. Nói ở đây đi. Náo nhiệt sao? Nói ở đây tiện lắm sao? Nè, chúng ta là bạn thân mà. Em à, chẳng phải lúc trước em nói muốn qua Đài Loan sống sao? Ngày mai đi làm thủ tục, mau chóng đưa bà đứa con qua bển trước đi. Vậy còn anh? Anh giải quyết xong vụ xử này sẽ qua bển tìm mọi người ngay. Tại sao không đi chung? Anh cảm thấy vụ này có thể cãi sao? Lão Quỷ và Hắc Tử nói rất đúng. Bây giờ anh không đi thì ở tù suốt đời. Anh coi như gì em và ba đứa con, được không? Em à, em còn nhớ trước khi chúng ta đám cưới đã gặp Kim Diếu Dũng không? Ông đã tặng cho anh một câu: dù lòng khốn cảnh dị tuyệt lộ, thanh dân trực thượng cứu trùng thiên. Có thể vượt qua ải này, từ nay sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu không vượt qua thì sao? Ở trong tình vì đoạn ghi âm mục nát đó có thể giết chết anh được. Nếu như thua, anh sẽ kháng án. Nếu tiếp tục thua, anh sẽ kháng án tới tòa trung thẩm. Anh có tiền, hãy công tin không thoát tội. Ê, tới rồi hả? Còn lát đi, sắp tập xong rồi. À, cũng được, cứ tiếp tục đi. Xin lỗi nha,
là vì thời gian của mọi người. Nói những chuyện đó để làm cái gì? Nè hỏi thiệt nha, anh hẹn tôi kêu luôn Hắc Tử tới đây, không lẽ có chuyện à? Ờ không, sáng nay tôi đã nói chuyện với luật sư Trương rồi. Anh ta tìm đồ của luật sư giỏi nhất để biện hộ cho tôi đó. Nhưng mà tôi nghĩ vụ này phải kéo dài tới 3-4 năm lận. Khoảng thời gian này tôi không thể nào đích thân xử lý chuyện làm ăn của mình. Bây giờ tôi có hai lựa chọn. Một là gửi hết toàn bộ kinh doanh. Hai là giao chuyện kinh doanh cho người tôi tin cậy quản lý. Hai người nghĩ tôi nên chọn một hay là hai? Bao nhiêu người theo anh Phúc Điền kiếm ăn? Nếu bất thình lình anh ngưng hết toàn bộ kinh doanh, tôi chỉ sợ cuộc sống của đám đàn em có vấn đề thôi. Lão quỷ, anh nghĩ sao? Đơn giản thôi. Anh tìm một người nào đáng tin cậy, giao chuyện kinh doanh cho nó quản lý. Đừng để dừng lại, tôi nhất định ủng hộ anh. Tôi đích thực là có được một ứng viên rồi. Đó là một trong hai người ở đây. Người nào hạ được Đỗ Phi giùm tôi, người đó sẽ là người kế thừa cơ ngơi của tôi.